Xin chào mọi người nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi tập. Hôm nay mình tập live, chuẩn bị pha rượu cao để uống. Thì anh em còn nhớ cái bịch rượu cao này không? Hôm bữa mình có đặt Ruwan về thì ở trên đó người ta tặng cho mình được hai bịch rượu cao này. Bây giờ mình lấy ra mình test thử. Hôm bữa mình có hỏi cái chỗ mình lấy hàng, mình hỏi là nó có rì của Totawa hay không, nhưng mà Totawa nó hết hàng rồi. Cái nó quảng cáo với mình đó là cái rì này nè, nó mạnh hơn Totawa luôn, mà mình này mình chưa có suy nghĩ, mình chưa có quyết định là có nên lấy về hay không, tại cái này nó cũng mới, hàng này cũng mới nha, hàng mới, cho nên là mình chưa có quyết định là lấy hay không. Thì nó cho mình hai cái gói sample này để mình về mình test thử. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm nó xem và nó có mạnh như là Totawa hay không. Totawa uống cũng rất là ổn nha mọi người. Thì hôm giờ thì mình uống rượu cao của Olip. Hôm nay mình đổi qua cái loại này. Olip thì uống bữa giờ thì cũng rất là nhiều rồi. Hôm nay đổi qua này chúng ta xem sao. Thằng này thì thành phần của nó anh em nhìn chữ nó nhỏ nha, anh mình đọc cho anh em nghe. Này một bịch này là 12.1 gram, 12.1 gram, chất thì cũng đầy đủ, nhưng mà ở đây thì nó không có BCA đâu. Mấy cái lò rượu cao này thì nó không có BCA đâu. BCA thì chỉ có rượu cao hoàn chỉnh mới có, còn những cái rượu cao này thì không có BCA đâu. Silucin Malate tỷ lệ 2:1 là 6.000 mg, 6.000 mg. Betanolin thì cũng 3.200 luôn, 3.200 thì nó bằng với lại rượu cao của Totawa, ngang ngang với Olip luôn á. Citrulline này thì nó ít hơn Olip. Olip thì 8 gram rồi, còn này thì Citrulline nó chỉ có 6 gram, ít hơn 2 gram. Có mấy cái chất cũng rất là đặc biệt, không biết là chất gì. Caffeine của nó thì tới 3.5 gram nha. Caffeine là 350 mg, còn cái chất choline này là tới 500 mg. Novalin 200 mg, Methylberin 125 mg, và dưới này còn có hai chất gì nữa nè, chất Visa 100 mg với lại Thinobin 100 mg. Thì bây giờ mình test thử nó xem, không biết cái này là vị gì đấy. Ở đây thì nó không có để vị gì ở đây, mình cũng không biết là vị gì luôn. Cái hình này nó tựa như là hàng rượu cao The Cut đó mọi người, The Kill, The Cut gì đó, có hình đầu lâu giống đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nó vào trong đây. Hôm nay tập vai thì cũng không có nặng nề như tập chân, mình nghĩ là chắc cũng không có đến nỗi là mỗi như buổi tập chân. Hôm qua mình tập chân cũng rất là thê, hôm nay rất là nhất luôn. Biết cái này nó dễ uống hay không này. Thường rượu cao là nó hay có vị chua của hàng Citrulline Malate, hàng đó là nó rất là chua luôn. Anh em uống rượu cao mà không chua là có vấn đề nha, bắt buộc phải chua. Hàng Totawa uống cũng hơi khó uống nha mọi người, thậm chí mà nó không những nó chua mà nó còn cay nữa, rất là khó uống. 10 gram này cũng rất là nhiều luôn. Một bài tâm lực. Bữa giờ mình giới thiệu với anh em rất là nhiều về BCA, rượu quay, so sánh, làm biết so sánh, nhưng mà hôm nay thì mình đổi qua chủ đề làm về rượu cao nha. Tên của thằng này là Pathogen. Cái hũ của nó, cái màu của cái hũ nó cũng màu trang như cái bịch này luôn. Một hũ của nó hình như là 25 hay 30 serving gì đó mình quên rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ test thử này
nếu mà nó ok, nếu mà tập mà không bị đuối sức thì mình sẽ lấy thử về và chia sẻ với mọi người. Còn nếu như mà hôm nay mình tập vai mà cảm thấy nó bất ổn giống như là uống ngâu lít qua sen tray thì thôi thua, mình sẽ không nhập về đâu. Nói về olive concentrate thì anh em nào mà đã uống thì chắc cũng có biết rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô nha. À, cái mùi rất là thơm. Cái màu của nó là màu tím, tím nha mọi người. Để mình lắc nó lên. Chắc là uống sẽ ngon đó. Mình thấy mùi rất là thơm luôn. Mùi thơm thơm ngọt ngọt. Mà uống vào thì không biết sẽ ra sao. Chắc là tan rồi đó. Thơm lắm. À, nó chua mọi người. À, nó có vị chua. Uống cũng tạm tạm thôi chứ không được ngon lành lắm. Cái vị của nó mình không biết cái sợ phải tả sao với mọi người, nó hơi chua chua. Nói chung là rượu cao là đa số vị chua, nhưng mà uống cũng tạm được. Uống cái vị này thì nó dễ uống hơn là cái hàng olive concentrate vị vị gì mình quên là vị kẹo thì phải. Olive concentrate, olive concentrate thì cái vị nó khó uống hơn, nó rất là ngọt, ngọt gắt. Còn cái hàng này thì đỡ hơn. Hồi nãy mình nhấm nhấm một miếng cũng được, bây giờ mình làm một hớp luôn thấy hơi bị khó uống nha. Khó uống á. Uống từ từ thôi. Nấp một hơi mà hết luôn thì khó uống lắm mọi người. Nó không có ngon lành tí nào hết. Thì cái hàng này là cũng hàng của Mỹ luôn nha anh em. Thì khi nào mà mình có cái hũ của nó thì mình sẽ review với anh em kỹ hơn. Bây giờ cái bịch thì nó chỉ như thế này thôi. Chữ của nó rất là nhỏ. Hàng ngày thì nó xài cái phông chữ lắm. Rất là lạ mọi người. Cái phông chữ của nó nhìn rất là lạ. Phông chữ nhìn giống như chữ Tàu vậy á. À, càng uống càng thấy khó uống. Sao kỳ vậy ta? Hơi khó uống rồi. Không biết nó còn vị gì nữa không chứ vị này mình thấy hơi khó uống rồi đó. Hồi nãy uống được mà sao giờ thấy ngắt quá. Khó uống quá. Mình còn một bịch nữa nè. Hôm bữa thì mình có cho anh em xem rồi đó, clip mà mình khui R1 nó tặng mình 2 bịch. Thì hôm nay mình mới uống 1 bịch thôi. Hôm qua tập trung tính lấy ra uống thử, nhưng mà mình sợ, mình không tin tưởng nó lắm, mình uống clip. Mình sợ uống nó vào thì nhanh đuối cho nên là mình không dám uống, mình uống clip. Hôm nay tập vai thì nó nhẹ nhàng hơn cho nên mình lấy này ra uống. Bây giờ thì mình sẽ pha BC và AA. Vẫn là Hero BC của Rosup. Rồi, hôm bữa chia sẻ với anh em á, cái này mình có review với anh em rồi. Thằng này mà so với AAA của Nutrex thì thằng này không bằng nha anh em. Thằng này nó không bằng đó. Bữa có bạn nào đó nhờ mình so sánh này với lại AAA của Nutrex thì Nutrex nó hơn rất là nhiều. Thằng này thì anh em thấy cái con số của nó nhiều vậy thôi chứ thật ra thì nó không có chất bằng Nutrex đâu. Thậm chí là điện giải của thằng này thì điện giải của thằng này thì nó không có luôn á. Nói về điện giải thằng này nó không có.
Uống thằng này thì nó không bằng công tác rồi. Tiền nào cũng lấy thôi anh em ơi, chịu thôi. Nếu muốn đồ tốt, chất lượng thì mình phải bỏ ra một số tiền nhiều hơn để mình mua cái kia thì sẽ tốt hơn. Còn cái này thì mình chấp nhận ở một cái mức tiền nó rẻ hơn thì chắc nó sẽ không bằng. Mình sẽ mix thêm một muỗng vitamin vào để cho nó nhanh phục hồi. Xin chào mọi người nha. Bây giờ mình vào phòng mình tập thôi. Hẹn mọi người vào cái clip tiếp theo nha. Bye bye.